hót tim trước cung đường uốn lượn, vừa mọc giữa đường thách thức mọi tài lẻ lụa ở miền Tây. Hello, motherfucker. Nếu như ở thành thị có các đặc sản là những con hẻm nhỏ chằng chịt không lối thoát, thì tại những miền quê quen thuộc là những con đường rợp bóng cây xanh chạy ngang ruộng đồng, sông nước, đặc biệt là ở miền Tây Nam Bộ. Mới đây, một chàng trai đã chia sẻ lại trải nghiệm thú vị của mình ở miền Tây khi được cô bạn thân dẫn lối từ nhà cô chạy ra quốc lộ. Thế nhưng điều không thể ngờ là cô bạn đã chỉ cho anh chàng một cung đường cực kỳ uốn lượn với những khúc cua thắt tim. Thậm chí có những đoạn đường người ta còn trồng dừa ra giữa đường, khiến thanh niên này càng chạy càng run tay lái. Suốt hơn một phút của đoạn clip, người xem nhiều lần nghe tiếng hét thất thanh của người lái xe, trong khi cô gái ngồi sau chỉ biết bụm miệng cười thúc thích. Từ trong video có thể thấy con đường này vừa nhỏ hẹp vừa quanh co uốn lượn với nhiều khúc cua cực gắt. Bên cạnh những cây dừa thi thoảng chắn ngang giữa đường thì hai bên còn có rừng cây, bụi chuối, cánh đồng và cả ao nước. Tưởng tượng nếu chạy không cẩn thận hoặc tay lái yếu một chút thôi thì bạn sẽ toàn ngay và luôn. Đoạn video dài hơn một phút trên khiến ai xem cũng nghẹt thở, hồi hộp chờ cảnh chàng trai ấy vượt qua những thử thách trên cung đường uốn lượn. Trong khi chàng trai vừa lái vừa run cầm cập thì cô bạn thân lại nhấn mạnh thêm rằng ban đêm mà chạy xe qua đây thì còn đáng sợ hơn nữa, đặc biệt là nghiêm cấm những người yếu bóng vía. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng không phải ngỡ ngàng trước cung đường uốn lượn thách thức mọi tay lái lụa này. Giữa đường có cây dừa luôn, mình mà chạy ở đây chắc vừa chạy vừa niệm Phật SOS mất. Con đường này trắc trở y chang cái đường tình duyên của tôi vậy các bác ạ. Đường này ở gần phà Năng Gù dưới An Giang nè, dân ở đó chạy quen chứ mấy bạn xem clip lần đầu đảm bảo ai cũng sợ.